Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 6 và Bò Vinh rất vui gặp lại cô chú anh chị trong cái video mới này nha. Đầu tiên, ở lô số 1 này, Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực kem. Hai bò đực kem F2 nha cô chú anh chị. Con này là con màu vàng chiều cao 1m03. Còn con màu trắng này là cô chú anh chị, chiều cao nó là 1m02. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm vô thể loại bò đực tầm khoảng 7 tháng rưỡi á, bò này nói chung cũng ngay cái ni đó cô chú anh chị xem xét giùm cho Bò Vinh ha. Xương giò thì nói chung cũng khá to đó cô chú anh chị, dàn xương rất tốt ha. Còn tóc mình thì cũng tương đối dày. Cái con màu vàng thì cổ nó hơi cong nhẹ tí xíu. Con này là cô chú anh chị, mũi hồng mi hồng. Chỗ cần cổ bên tay trái cô chú anh chị nó bị con ve gì cắn ba mục nhỏ nhỏ ha. Nói chung thì cũng không có đến nổi gì đâu cô chú anh chị. Còn sừng thì hai con này là sừng kim ha, nhú nhú chút xíu thôi cô chú anh chị ha. Bò Vinh quay cận cảnh cái chỗ cần cổ này cô chú anh chị xem ha, ba mục bự bự bị con ve gì đó hay bị con rận gì nó cắn đó cô chú anh chị, chứ không có lỗi phải gì đâu, không có phải bị viêm da đâu ha cô chú anh chị. Thì con bò màu vàng á, chiều cao thì Bò Vinh xin nhắc lại ha, 1m03, mũi hồng mi hồng, sừng kim, giò chủ sau rất thẳng ha. Con này thì tầm khoảng 7 tháng rưỡi nè cô chú anh chị, lưng thì cũng lưng đôi. Còn con màu trắng á, chiều cao 1m02, màu trắng thì tương đối hoàn thiện cô chú anh chị, không có tật lỗi gì. Dàn xương thì xương cối nè, xương rất tốt ha. Bò này thì mới tách mẹ cách đây 2 ngày nha cô chú anh chị. Thì cặp bò này nói chung cũng còn nhớ mẹ chút đỉnh ha, nó còn mo mo nhớ nhớ mẹ chút đỉnh ha. Rồi, còn về giá tiền của chú anh chị thì Bò Vinh cũng xin báo luôn ha. Cặp bò này Bò Vinh xin bán với giá là 20.500.000 nha. 20.500.000 cho hai con bò, một con 1m03, một con 1m02, luồng tháng thì tầm khoảng 7 tháng rưỡi ha. Con màu vàng thì cái mẫu mã của nó thì tương đối nó mỏng hơn con màu trắng chút xíu, nhưng mà đòn cấp mình, cái đòn nó khá dài đó cô chú anh chị. Màu vàng này thì đòn nó rất dài nè. Còn con màu trắng thì nó liền lạc và nó rất là dày ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo ha cô chú anh chị. Lô số 2 nha. Rồi, ở lô số 2 thì Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực kem tầm khoảng 5 rưỡi ha cô chú anh chị. Thì chiều cao thì một con là 1m18. Con màu vàng đậm nè cô chú anh chị, bò này nè, 1m18 bò ha. Và mà con sọc chư gan thì chiều cao nó là 1m23. Cô chú anh chị quan sát dàn da dàn lưng ha, đùi bọng vai lưng thì mấy con bò này nó cũng có thịt thà, nó cũng tương đối đó cô chú anh chị. 1m23 với 1m18 nhưng mà dàn mông thì nó ngang ngửa với nhau, nhìn sơ sơ cô chú anh chị thì nó cũng xem với nhau. Con màu sọc chư gan thì chỗ thấp nhất của nó thì nó trội hơn con màu vàng đậm chút xíu, nhưng mà dàn mông thì nó ngang ngửa cô chú anh chị. Sọc dư gan này thì sọc dư gan nhẹ nhẹ đó cô chú anh chị, kiểu như màu xám xám vàng vàng ha. Rồi thì hai bò này thì cũng rất là nghiêm chỉnh, không có lỗi phải gì đâu cô chú anh chị. Bò Vinh thả ra cho cô chú anh chị quan sát ha. Giò cẳng thì nói chung hai bò này cũng rất là thẳng cô chú anh chị, giò chủ sao rất thẳng ha. Còn dàn dai nè cô chú anh chị, dai cũng hở hở ha. Xương giò xương cẳng này nói chung khá to đó cô chú anh chị. Bò màu vàng với bò màu xám này nó cũng ngay cái ni nó cũng tương đối khá nè. Thì cô chú anh chị nào mà có quan tâm vô thể loại bò đực lỡ tầm khoảng 5.5 tuổi thì cặp bò này nói chung cũng rất là ok cô chú anh chị. Sọc dư gan nó có phần trội hơn cái con màu vàng đậm cỡ 1.5 bò cô chú anh chị ha. Con vàng đậm thì cái cốt mình của nó thì nó còn hơi lỏng lỏng hơn, sọc dư gan thì nó tròn hơn ha. Thì còn cái giá tiền nữa cô chú anh chị thì cặp bò này Bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Con sọc dư gan Bò Vinh xin bán với giá là 17 triệu ha. Còn con vàng đậm nữa cô chú anh chị Bò Vinh xin bán với giá là 15.500.000 nha. 15.500.000. Thì cô chú anh chị nào cảm thấy nghi thì alo cho Bò Vinh hoặc có số điện thoại là 0366356635 ha. Con vàng đậm thì chiều cao Bò Vinh xin nhắc lại ha, 1m18, còn con sọc dư gan là 1m23 ha. Có chiều cao, có xác ha cô chú anh chị. Thịt thà thì cũng còn khá nè. Mấy bò này thì nó cũng về cũng nhanh lên thôi. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo ha, lô số 3. Ở lô số 3 thì Bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực kem.
tầm khoảng 10 tháng tuổi ha cô chú anh chị, 10 tháng 11 tháng. Thì hai con bò này cái chiều cao nó ngay cái ni nhau luôn, 1m13 bò ha cô chú anh chị, bằng nhau luôn. Thì cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh ha, cặp bò này thì lỗi phải nó cũng không có, nó rất là nghiêm chỉnh. Thì hai con nó cũng giống giống là ná nhau đó cô chú anh chị nào có ý định vô cặp bò cho nó vừa tầm vừa ni á, thì cặp bò này cũng rất là ngon lành nè. Con này thì ngã sang màu trắng nhiều hơn cô chú anh chị, cặp bò này luôn thì nó màu vàng trắng trắng, nó thiên về màu trắng nhiều hơn ha. Còn cái độ dày mỏng á, thì cái con bên tay phải của chú anh chị nó có phần dày hơn con bên tay trái một chút xíu ha. Bù qua chế lại ha cô chú anh chị, con bên trái thì nó hơi dẻo hơn. Con trước màn hình của chú anh chị nè thì nó hơi dày hơn chút. Thì cặp bò này bò Vinh cũng xin báo giá nhanh luôn ha. Hai bò này bò Vinh xin bán với giá là 24.500 nha cô chú anh chị. 24.500. Bò trên 1m1, luồng tháng tầm 10 tháng 11 tháng ha. Dàn da dàn lưng nè cô chú anh chị, bò Vinh quay chi tiết cho cô chú anh chị xem ha. Rất là nghiêm chỉnh ha. Con này thì nó hơi dẻo hơn nè. Nhưng mà cái đòn nó thì nó dài. Đòn rất là dài. Cao ráo dài đòn cô chú anh chị, một cái mẫu nó bọt ngựa ha. Rồi thì 24.500 ha. Cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha, hoặc là cái số điện thoại 0766856685 ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo, lô số 4 nha. Rồi, ở lô số 4 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một cái con bò được kem lở loại bự nha. Bò này cỡ tầm khoảng 2 năm tuổi cô chú anh chị. 2 năm tuổi có hơn. Chiều cao của bò này ngay chỗ thấp nhất, quần nhất thấp nhất của chú anh chị là 1m33 bò nha. 1m33 thì bò kem vàng, kem sừng. Thì cô chú anh chị quan sát dàn mông, dàn lưng ha. Cạnh đuôi nè cô chú anh chị, cạnh đuôi khá bự, dàn lưng thì cũng tương đối dày ha. Thì mấy bò này dỗ cũng gần tới ni, tới tháng sức rồi đó cô chú anh chị. Anh chị nào về đắp lên thêm thì đắp chút xíu nữa thì cũng rất là ngon lành nè cô chú anh chị. Nuôi tới thời điểm này thì cũng rất là kỳ công rồi ha. Thì kẹt tiền ta mới bán thôi cô chú anh chị, chứ bình thường thì cỡ này dỗ thêm tầm 3 tháng nữa thì thịt thà lúc nhúc luôn. Dàn lưng rất là thẳng ha cô chú anh chị, dàn xương giò rất tốt ha, đi đứng thoải mái nha cô chú anh chị, không có lỗi phải gì đâu. Còn dàn đầu nè, bò Vinh quay chi tiết cho cô chú anh chị xem ha. Sừng nó hơi dài, con bò này sừng cỡ gan rưỡi, dài cũng hở hở ha, lưng thì phải nhón nhón lên quay mới thấy nè cô chú anh chị. Con bò này thì nói chung cũng dàn xương khá tốt, xương bự ha, móng còn rất là nghiêm chỉnh ha cô chú anh chị. 2 năm tuổi có hơn rồi nhưng mà dàn móng còn khá tốt á. Thịt thà thì cũng tương đối ha cô chú anh chị. Chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha, 1m33 ha. Còn về giá tiền nữa cô chú anh chị thì bò được kem này bò Vinh xin báo giá luôn. Bò Vinh xin bán bò được kem này với giá tiền là 24 triệu nha. 24 triệu. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha, hoặc là cái số điện thoại 0766856685 ha cô chú anh chị. Dàn lưng rất là thẳng ha cô chú anh chị ha. Dàn lưng và giò chủ sau nói chung rất là thẳng. Bò này lên thịt thì phà phà luôn. Càng dỗ càng lên đó cô chú anh chị. Cốt mình nó khá tốt nè. Bò này 1m33 bò ha cô chú anh chị. Giá tiền là 24 triệu ha. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo, lô số 5 nha. Rồi, ở lô số 5 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực 3B F1 nha. Cái con mà cái đầu không có đốm trắng á cô chú anh chị. Con bên tay phải chiều cao nó là 1m14. Còn con mà cái đầu có đốm trắng á thì chiều cao nó thấp hơn tí xíu, 1m13 bò ha. Thấp hơn nhưng mà nó dày hơn cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị xem xét ha. Con đầu đốm trắng này thì cấp mình nó dày hơn nè. Bóng hơn, mướt hơn. Thì sừng thì hai con tầm khoảng nửa găng tay ha cô chú anh chị, bò F1 thì hai con 3B sừng. Hai con bò này thì mẹ nó mẹ xin đó cô chú anh chị, nên nó lai mẹ nên nó có sừng nó hơi dài dài ha. Dàn mông dàn lưng nè cô chú anh chị quan sát ha, con 1m13 nè, tương đối dày, tương đối bóng ha. Còn về cái chuyện giò cẳng đó cô chú anh chị thì hai con này rất nghiêm chỉnh ha, rất thẳng. Con 1m14 thì nó có phần mỏng hơn, dẻo hơn, nhưng mà tướng tá nó cũng rất là thẳng.
Thì cô chú anh chị nào có quan tâm vô cái thể loại bò đực 3B F1 mà đực xác dẻo dẻo đó cô chú anh chị, thì bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Cặp bò đực 3B này bò Vinh xin bán với cái giá là 25.500.000 nha. 25.500.000. Thì luồng tháng thì hai con tầm khoảng 11 tháng ha. Còn về chiều cao thì con 1m13, con 1m14 ha. Đi đứng nghiêm chỉnh ha cô chú anh chị. Bóng giò bóng cẳng nè, rất là ok ha. Không có tật lỗi gì đâu ha. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị. Lô số 6 nha. Ở lô số 6 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con bò đực 3B và một con đực kem thuộc loại khá đẹp ha cô chú anh chị. Đực 3B này thì cốt mình nó rất là dày nè. Bóng giò bóng cẳng bò Vinh quay cho cô chú anh chị xem trước ha. Xương cối của chú anh chị, hai bò này dàn xương rất là bự ha. Móng thì móng chúm ha. Con đực kem á, của chú anh chị, chiều cao nó là 1m14, còn con đực 3B là 1m16 ha. Thì hai bò này vô khung tầm 5 tuổi rồi của chú anh chị. Anh chị nào mà có quan tâm vô thể loại bò đực 3B mà loại khá khá, hoặc là đực kem loại đẹp á, thì cặp bò này bò Vinh nghĩ cũng rất là ok. Hoặc là anh chị thích tách ra thì bò Vinh cũng tách ra được ha, cặp bò này. Con kem nó dày hơn con 3B luôn của chú anh chị. Và nó, cái mẫu của nó rất là hay. Bò này cút mình nó rất là hay nè. Thịt thà thì đặc đe của chú anh chị và cũng tương đối tròn trịa ha. Chủ nhà nuôi bò đực kem này nuôi khá tốt nè của chú anh chị. Còn con 3B thì mẫu nó mẫu đường dài nè của chú anh chị. Bò B này thì tướng tá của nó hiện giờ thì nó không bằng kem đâu của chú anh chị. Nó hơi ốm hơn. Nhưng mà lâu dài thì cô chú anh chị nuôi ngon lành thì con 3B này nó đi chấp kem này nửa đường luôn. Cô chú anh chị 3B thì đương nhiên rồi, lúc nào nó cũng phải trội hơn. Đực kem này cô chú anh chị quan sát ha. Bốn lỗ tai của chú anh chị, hai lỗ tai nhỏ nhỏ nó mọc dư ra nè cô chú anh chị. Lông lá đầy đủ luôn ha. Nhưng mà nó kiểu như nó cũng không có thành cái hình đó cô chú anh chị. Nó có hai cái nhánh nhỏ nè, thấy không? Thì bốn lỗ tai đó của chú anh chị nào mà chưa từng thấy thì quan sát ha. Nói chung thì mẫu này thì bò Vinh cũng có từng gặp vài ba lần rồi. Ba trứng giái đợt rồi, với lại lần này thì bốn lỗ tai ha cô chú anh chị. Thì do cái tinh ta phối đó của chú anh chị, nên bây giờ nó ra nhiều kiểu hay hay lắm. Thì anh chị nào có thích xài đồ độc lạ đó thì chú ý dùm cho bò Vinh con bò đực kem ha. Rồi, thì chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại nha. 3B thì 1m16, còn con đực kem là 1m14. Còn giá tiền đó cô chú anh chị, thì cặp bò này bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Bò Vinh xin bán cặp bò này với giá là 29.500.000 nha cô chú anh chị. 29.500.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 nha. Móng giò, móng cẳng, đùi, bọng này nọ thì cũng rất là nghiêm chỉnh hết. Không có lỗi phải gì đâu ha cô chú anh chị. Cô chú anh chị quan sát dàn da dàn lưng của đực kem ha, rất là dày luôn cô chú anh chị hiện giờ ha. Nhưng mà như bò Vinh đã nói thì cuối cùng thì con 3B, anh chị nào bắt thử cặp này về thì biết liền 3B cuối cùng nó cũng phải lên nhanh hơn kem ha. 3B này mẫu chuẩn rất đẹp, hiện giờ thì thịt thà nó chưa có bằng ha cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa, lô số 7 nha. Rồi tiếp theo thì ở lô số 7 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò đực kem, một con kem bùng, kem xám, kem móc nha cô chú anh chị, và một con kem vàng ha. Luồng tháng thì hai bò này tầm khoảng 5 tuổi ha cô chú anh chị. Còn chiều cao thì kem bùng là 1m15, con kem vàng xương cúp là 1m17 ha. Dàn xương của hai bò này thuộc dạng như là xương cối nha cô chú anh chị. Còn thịt thà thì kem bùng nó rất là dày, rất là đặc rồi. Kem bùng thì mẫu này mẫu cũng rất là chuẩn nè cô chú anh chị. Dài lưng nè, cô chú anh chị quan sát ha. Đầu thì sừng nhú ha, tầm khoảng 2 lóng tay. Dàn lưng thì rất là dày. Đùi thì cũng rất là dung ha. Xương thì cũng rất là to. Còn con công màu vàng đó cô chú anh chị thì chiều cao nó trội hơn. Chiều cao của con vàng thì 1m17 lận. Và thịt thà thì cũng khá nhiều nè cô chú anh chị. Vàng này cũng tròn trịa ha. Thì cặp bò này được kem lỡ tầm trung nè cô chú anh chị. Anh chị nào thích bắt được kem bự bự thì chú ý giùm cho bò Vinh cặp bò này ha.
Bò Vinh quay cận cảnh dàn đầu, dàn da, dàn lưng của hai bò này của chú anh chị xem ha. Thịt thà thì con bò móc nó nhỉnh hơn con vàng chút xíu. Mẫu mã thì nó cũng tương đối đẹp hơn chút ha. Còn chiều cao thì nó hơi thấp hơn. Chiều cao nó mới có 1m15 thôi. Còn con vàng là 1m17 rồi. Rồi, bò Vinh cũng không làm mất thời gian của chú anh chị. Bò Vinh xin báo giá luôn ha. Cặp bò được kem này, bò Vinh xin bán với giá là 31 triệu ha cô chú anh chị. 31 triệu. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghĩ thì alo cho bò Vinh hoặc có số điện thoại là 0366356635 ha. Hoặc là cái số điện thoại 0766856685 ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị. Lô số 8 nha. Rồi, ở lô số 8 bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một con bò được kem tàn sát nhất ha cô chú anh chị. Được kem này chiều cao rất là khủng bố ha. Ngay chỗ sau lưng cái gu, chỗ thấp nhất của con bò này là 1m39 bò ha cô chú anh chị. 1m39, 1m4, nó nhúc nhích qua lại vậy đó. Bèo bèo là phải 1m39 ha. Còn cái dàn mông ở sau thì 1m4 mấy, gần 1m5 rồi cô chú anh chị. Nói chung thì bò này tàn sát nhất. Thì anh chị nào có quan tâm vô cái thể loại bò đực kem sát bự vậy nè, thì chú ý giùm cho bò Vinh với con bò đực này nha. Nó không có ốm ha cô chú anh chị, mà nó cũng có mập luôn. Nó vừa vừa. Thì anh chị nào bắt về đắp thịt thì cái mẫu này còn lên rất là nhiều nè cô chú anh chị. Nó khủng bố lắm, bò này tàn sát nó vô khung hình thì nó còn, nói chung là nhìn nó còn không có bằng ngoài đời cô chú anh chị. Ngoài đời nó ghê lắm bò này. Cạnh đuôi thì cũng rất là bự ha cô chú anh chị. Còn dàn đầu nè, cô chú anh chị quan sát cái dàn đầu ha. Đầu trụi, hai bên sừng cui nhỏ nhỏ ha, sừng bằng á. Thì dàn dai cũng rất là hở ha cô chú anh chị. Cuộc nó mình nó hơi lăn xăng vậy cô chú anh chị, nhưng mà thực sự thì bò này nó hiền khô à. Nó không có, nó cũng không có hung hăng gì đâu cô chú anh chị, tại nó có mình đó đó. Nó hơi lăn xăng vậy thôi. Cô chú anh chị để ý dàn xương giò, xương cẳng ha. Rất là bự á cô chú anh chị. Đùi dai lưng thì nói chung rất là ok. Móng giò móng cẳng nè cô chú anh chị, bò 2 năm ngoài rồi. Móng giò còn rất là chuẩn ha. Rồi, chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha cô chú anh chị. Ngay chỗ thấp nhất á, là 1m39. Còn về giá tiền đó cô chú anh chị, thì bò được kem này bò Vinh xin báo giá luôn ha. Bò Vinh xin bán với giá là 27 triệu ha. 27 triệu. Thì cô chú anh chị cảm thấy nghi thì alo cho bò Vinh hoặc có số điện thoại là 0366356635. Bò này anh chị nào thích cái gu mà bò nọc mà đầu trụi, con này cũng rất là ngon lành nè. Nhảy ghê lắm, bò này cõng phà phà luôn cô chú anh chị. Cuộc gần những cái con bò khác thì nó cõng rất là sung nè bò này. Xương giò trước giò sau rất thẳng nha cô chú anh chị. Rồi, 27 triệu cho bò được kem này. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị. Lô số 9 nha. Rồi, ở lô số 9 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị một cặp bò cái đực. Mới vừa xuống xe luôn cô chú anh chị. Bò này thì bò Vinh bắt chung chủ nên bỏ vô quay chung à. Con đực này thì tầm khoảng 4 tháng rưỡi, còn con cái cỡ 5 tháng. Thì con cái đã dứt sữa rồi, còn con đực thì bò Vinh mới tách luôn. Thì chiều cao của chú anh chị, con bò đực là 9 tấc 6, còn con bò cái là 9 tấc 8. Bò cái đã tách rồi nha cô chú anh chị, chủ nhà đã cuộc tách rồi. Còn con bò đực thì mới có bắt luôn cô chú anh chị, chắc tối nay nó cũng còn mo mo móp móp cô chú anh chị ha. Mới có bắt mới xuống xe luôn. Thì đực bò bê, cô chú anh chị quan sát ha, dàn da dàn lưng nó cũng bình thường đó cô chú anh chị, nhưng mà nó cũng không có quá tệ ha. Bò này thì cô chú anh chị nào mà có cái gu bò mini á, mini mà sửa sửa lại cho nó đẹp đẹp á, thì con này cái tướng cái hình nó cũng tương đối khá đó cô chú anh chị. Mẹ xin nha, bò này mẹ xin nha cô chú anh chị, không phải mẹ kem. Còn cái con bông này nè, con bông này mẹ nó mới là mẹ kem, nhưng mà người ta tách rồi, nó xuống bụng rồi cô chú anh chị, nó già bò rồi. Bông này bò cái nha. Bò này cứng tháng rồi, tách rồi, ăn uống tự lập rồi nè. Màu nó hơi màu đen đen, đỏ đỏ bông bông ha. Rồi, thì cặp bò này bò Vinh cũng không làm mất thời gian của chú anh chị. Bò Vinh xin báo giá luôn ha. Hai bò này bò Vinh xin bán với giá là 14 triệu nha cô chú anh chị. 14 triệu.
thì cô chú anh chị cảm thấy ngứa thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366 35 hoặc là cái số điện thoại 0766 85 nha. Thì hai số đó cô chú anh chị, anh chị nào mà gọi số 0366 35 6635 bị bận á thì điện cho bò Vinh dùm cái số điện thoại 0766 85 6685 ha. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo ha, lô số 10 nha cô chú anh chị. Rồi ở lô số 10 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị ba con bò cái kem mini ha. Chiều cao thì cái con bên tay phải là thấp nhất cô chú anh chị 9 tấc, còn hai con còn lại là 9 tấc 4 đó cô chú anh chị, 9 tấc 4 chỗ vai trước ha. Thì theo như quan sát thì cô chú anh chị cũng thấy ha, bò đầu trụi này 9 tấc 4 này nó mập nhất trong đây, nó tương đối khá nhất trong đây thôi cô chú anh chị, khá trong cái đám lộn xộn này nè ha. Còn con 9 tấc nó cũng khá tròn, 9 tấc này thì nó cũng tròn tròn nè cô chú anh chị, đã tách mẹ rồi ha cô chú anh chị, ba con bò này đã tách mẹ rồi, ăn uống ok rồi cô chú anh chị yên tâm nha. Còn cái con 9 tấc 4 cái sừng hơi nhú nhú đó cô chú anh chị, bò đó hơi ốm hơi dẻo ha. Thì ba con anh chị nào mà thích xài những con cái kem mini vậy nè thì chú ý giùm cho bò Vinh ha. Lô bò này thì bò Vinh cũng không có lỗi phải gì, bò Vinh cũng xin báo giá nhanh luôn ha. Ba bò này bò Vinh xin bán với giá là 16 triệu nha cô chú anh chị. 16 triệu. Thì cô chú anh chị cảm thấy ngứa thì alo cho bò Vinh qua có số điện thoại là 0366356635 ha. Con này thì 9 tấc 4 nè cô chú anh chị, 9 tấc 4 mập nè. Còn con 9 tấc 4 ốm ốm nè cô chú anh chị, bò này hơi ốm ốm ha, đít bóp bóp cô chú anh chị, đi đứng khỏe mạnh nha cô chú anh chị chứ không có tật lỗi gì đâu mấy bò này. Còn con 9 tấc bên tay phải đó thì nó cũng tròn tròn nhưng mà nó cũng mấy gì mập vừa vừa, bò này nè cô chú anh chị 9 tấc ha. Rồi ba con 16 triệu ha cô chú anh chị, anh chị nào cảm thấy ngứa thì alo cho bò Vinh ha. Còn bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa, lô số 11 nha. Ở lô số 11 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò cái kem tơ, cái xác nha cô chú anh chị. Đầu tiên thì cái con này nó hơi xù xù, nó đang thai lông hai dàn dai nè cô chú anh chị. Bò này xin dưỡng ốm đói nha, nhưng mà xác khung này nọ thì nó rất là bự. Bò này chiều cao nó là 1m19 đó cô chú anh chị. Còn cái con sừng nhọn mà bóng da trơn bên tay trái đó cô chú anh chị thì con bò đó là 1m15. Thì cô chú anh chị nào mà có quan tâm vô cái thể loại bò cái kem tầm trung như nè cô chú anh chị, mấy bò này thì có con sừng dài này cũng thịt cũng tạm được rồi đó cô chú anh chị. Thì chú ý giùm cho bò Vinh ha, 1m15 ngay chỗ vai trước cô chú anh chị, còn dàn mông nó cũng tương đối bằng cái con 1m19, thịt thà nó nhiều hơn, lông sát ha. Sừng thì sừng cỡ gang tay nè cô chú anh chị, bò này dỗ lên thời gian ngắn cỡ 2 tháng 3 tháng thì tròn trịa cũng rất là ngon lành nè. Mẫu lông sát ha, đi đứng khỏe mạnh nha cô chú anh chị, không có tật lỗi gì đâu. Còn cái con bò 1m19 đó cô chú anh chị, bò này nè thì dàn dai nó đang thai lông, nói chung thì nó thuộc dạng như vừa xấu mà vừa xin dưỡng nữa cô chú anh chị. Bò này cô chú anh chị có thời gian để chích bồi dưỡng chăm sóc rồi nhiều thêm chút ha. Dàn dai là cô chú anh chị để ý ha, đang rụng bớt phần lông dơ của nó ở phía cổ với phía dai đó. 1m19 xương cối nha. Bò F2 thường thường mấy con này mà nó ăn không tới, nó hơi dạng như nó hơi khờ khờ đó cô chú anh chị. Rồi còn giá tiền đó cô chú anh chị thì bò Vinh cũng xin báo luôn ha. Cặp bò này bò Vinh xin bán với giá là 22 triệu ha, 22 triệu. Thì cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh ha. Luồng tháng thì hai con này phải trên 5 tuổi rồi, con 1m19, con 1m15, giá tiền là 22 triệu ha. Rồi bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo, lô số 13 ha cô chú anh chị. Rồi ở lô số 13 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị ba con bò cái 3B, ba con ba màu luôn cô chú anh chị, màu đỏ trắng, màu đen và màu xám trắng ha. Thì ba bò cái 3B này thì con đỏ và con xám thì nó ok, nó tương đối mập hơn cái con màu đen ha. Chiều cao thì 1m06, 1m07 của chú anh chị. Ba bò này nó cũng xem với nhau. Con màu xám này của chú anh chị và con màu đỏ nè, tương đối dày với lại đặc hơn ha cô chú anh chị ha. Thì
cô chú anh chị xem xét ha. Mẫu thì mẫu cũng có sao bò Vinh quay vậy ha. Còn anh chị theo phương án cạo bê hay gì đó thì bò Vinh nghĩ con đen này nó còn ốm dữ lắm cô chú anh chị. Đen này mình phải nuôi lên thêm ha. Đen này thì nó già bò nhưng mà nó cũng còn ốm. Còn hai con này thì nó non bò hơn nè. Hai này tầm khoảng 7 tháng, 8 tháng. Xám với con đỏ thì nó hơi tròn hơn. Xám này đặc dữ lắm nè cô chú anh chị. Thịt rất đặc ha. Còn đen thì nó hơi mỏng hơn. Đang thay lông cổ nè cô chú anh chị. Đen này đang thay lông đen chỗ cổ. Rồi, chiều cao thì bò Vinh xin nhắc lại ha. Ba con thì tầm 1m06, 1m07 ha. Còn màu mè thì con màu xám, màu đỏ thì nó hơi rớt rớt cái màu nhưng mà nó mập ha. Còn con màu đen thì nó lại ốm ha. Còn giá tiền thì ba bò này bò Vinh cũng xin báo luôn ha. Bò Vinh xin bán với giá là 26.500.000 nha cô chú anh chị. 26.500.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635 ha. Màu đen này cũng chuẩn bị lên nè cô chú anh chị. Nó thay lông cái vàng đầu nó rồi, nó mướt mướt lại rồi. Rồi, bây giờ thì mình qua cái lô tiếp theo ha cô chú anh chị. Lô số 13 nha. Ở lô số 13 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị hai con bò nạm ha. Con bò kem trắng cô chú anh chị tầm khoảng 4 lứa, 5 lứa. Con bò kem vàng thì tầm khoảng 3 lứa, 4 lứa cô chú anh chị. Bò xin chứ, bò xin vàng. Nhìn nó vậy chứ nó cũng ít lứa hơn con trắng cô chú anh chị. Trắng này 4 lứa, 5 lứa rồi. Thì cô chú anh chị quan sát ha. Đầu tiên thì con bò vàng thì màu lông màu da nó còn mướt nhưng mà nó cũng dẻo dẻo ha. Sừng bọng nè cô chú anh chị. Màu lông màu da nó cũng hơi mướt mướt thôi chứ nó cũng không có mập mạp gì. Đi đứng thì khỏe mạnh dữ lắm cô chú anh chị. Còn móng miết thì móng dĩnh dảnh ha. Móng dĩnh dảnh, móng trước, móng sau gì nó cũng không mấy gì đẹp cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị quan sát ha. Bò nạm mà, bò thịt. Bò Vinh kêu giá như bò nạm, bò thịt. Còn cái con màu trắng này nè cô chú anh chị. Thì nó cũng thịt thà, nó cũng không có nhiều đâu cô chú anh chị. Nó cũng tốt tốt vậy đó. Thì anh chị nào làm nạm á thì chú ý giùm cho bò Vinh ha. Chiều cao á thì con xin á là 1m2, còn con màu trắng á là 1m19 nha cô chú anh chị. Dần da dần lưng của con bò xin nè. Còn màu trắng nè cô chú anh chị. 1m19 ha. Rồi, còn về cái giá tiền đó cô chú anh chị thì cặp bò này bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Bò Vinh xin bán với giá là 15.500.000 nha cô chú anh chị. 15.500.000. Thì cô chú anh chị xem xét giùm cho bò Vinh ha. Màu trắng thì cũng đi đứng bình thường. Cũng khỏe mạnh cô chú anh chị. Dạng như nó xin dưỡng ốm đói lâu ngày đó cô chú anh chị. Mấy bò này có cái miếng đất trống trống mình thả cho nó hồi sức lại cô chú anh chị. Cái cuộc lâu ngày trong chuồng quá nó túm giò túm cẳng. Rồi, bây giờ thì mình chuyển qua cái lô tiếp theo nữa ha cô chú anh chị. Lô số 14 ha. Rồi, ở lô số 14 thì bò Vinh giới thiệu đến cô chú anh chị con mẹ kem tàng nhất và con nghé đực 3B kem ú đít muối nha cô chú anh chị. Mẹ kem này lứa đầu tiên luôn cô chú anh chị. Lứa đầu tiên nha. Thì chiều cao của con bò mẹ ngay chỗ thấp nhất là 1m29 cô chú anh chị. 1m29. Thịt thà thì thùng bọng thì rất là dày. Bò mẹ thịt rất dày luôn cô chú anh chị. Mới có lứa đầu tiên à. Chút xíu nữa bò Vinh quay chi tiết cái cặp sừng cái mặt cho cô chú anh chị xem. Thì con bò mẹ này rất là sạch bò. Và đẻ con thì cô chú anh chị nhìn vô cũng thấy ha. Con nó thì dai hở lưng đôi đít muối ha. Thì cái đầu trắng trắng ha cô chú anh chị. Có đốm trắng chính giữa luôn. Hình trái tim. Thì cô chú anh chị nào có quan tâm vô mẹ con độ độ đẹp đẹp á. Để nuôi lâu dài đó cô chú anh chị. Thì mẹ con này còn nuôi rất là nhiều lứa ha. Cái mặt mày đầu cổ của con bò kem bò mẹ đó rất là ok đó cô chú anh chị. Còn con bò con á thì hiện giờ cái lông gòn nó còn hơi quắn quắn vậy đó cô chú anh chị. Chứ thực sự thì bò này khi mà nó lớn thêm chút nữa thay lông gòn rồi thì nó mất rượt à. Đít muối nha cô chú anh chị. Đuôi trắng đầu trắng nha. Bò mẹ thì sấy tích nghiêm chỉnh. Bò mẹ sấy ngay chính giữa. Sừng mới gạch ha. Chiều cao thì con á cô chú anh chị là 8.3. Tầm khoảng 2 tháng cô chú anh chị. Còn con bò mẹ là 1m29 ngay chỗ quằn nhất thấp nhất ha.
nuôi con khéo lắm cô chú anh chị, cho bú mốm rất là dễ ha. Còn về giá tiền đó cô chú anh chị, thì mẹ con này bò Vinh cũng xin báo giá luôn ha. Mẹ con này bò Vinh xin bán với giá là 25.500.000 nha. 25.500.000. Thì cô chú anh chị cảm thấy ưng ý thì alo cho bò Vinh qua cái số điện thoại là 0366356635, hoặc là cái số điện thoại 0766856685 ha. Bò mẹ móng giò móng cẳng, giò chủ sao rất thẳng nha cô chú anh chị. Còn nghe đực ba bê kem á, thì xương cối nha. Mẫu là đít muối mà xương bự nè cô chú anh chị. Mẫu này mẫu cũng rất là ngon. Cô chú anh chị quan sát bầu vú của bò mẹ ha. Bò lớn tiền nên bò Vinh quay cũng hơi kỹ kỹ cho cô chú anh chị quan sát kỹ ha. Bầu vú rất sạch cô chú anh chị, mới lứa đầu tiên à. Chưa có giật sệ miếng nào luôn, mà sữa thì bao la luôn cô chú anh chị. Yên tâm, bò này cũng rất là mát sữa nè. Anh chị về có thức ăn vô cho thêm bò này thì sữa còn nhiều hơn nữa đó cô chú anh chị. Mẹ thì cũng có rúng ha. Bò mẹ cũng có rúng yếm đầy đủ ha. Còn sừng bọng mặt mày sấy tích nè cô chú anh chị. Sừng mới có gạch ha. Sấy thì ngay giữa cô chú anh chị. Sấy lưng cũng tương tự. Bò rất chuẩn ha. Còn nghe barbecue kem nè cô chú anh chị. Đít muối dung trùng luôn. Rất nghiêm chỉnh ha. Xương cối, móng chúm ha. Rồi, 25.500.000 cho bộ mẹ con này ha cô chú anh chị. Còn video tới đây cũng khá dài rồi. Bò Vinh xin phép dừng tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị trong cái video tiếp theo, trong cái ngày gần nhất ha. Xin chào, bye bye.